Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với KBSV88 TV và đây là Kinh tế Easy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm được nhắc đến rất nhiều trong thị trường tài chính nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về nó. Đó là lạm phát. Vậy lạm phát là gì? Và lạm phát có đáng sợ hay không? Ví dụ, năm nay bạn cầm 10k để mua 2 gói bim bim nhưng năm sau cũng vẫn loại bim bim đó thì với 10k bạn lại chỉ mua được một gói bim bim. Vậy chúng ta có thể hiểu được, lạm phát là biểu hiện sự giảm giá trị của đồng tiền. Nguyên nhân cốt lõi của lạm phát đó chính là nguồn cung tiền ra thị trường tăng lên. Hay có thể hiểu là chúng ta, những hộ gia đình dùng dỉnh tiền bạc hơn trong túi. Bởi vì chính nhà nước, họ đang đặt tiền vào túi của chúng ta. Vậy nhà nước đặt tiền vào túi của chúng ta theo cách nào? Cách thứ nhất, hạ lãi suất cho vay của ngân hàng. Ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn với lãi suất rẻ hơn. Và khi đó chúng ta sẽ có xu hướng đến ngân hàng để đi vay, để đầu tư, mua nhà, mua đất. Cách thứ hai, in tiền ra để phân phát cho người dân thông qua những chương trình như là trợ cấp tiền Covid đợt vừa rồi, trợ cấp thất nghiệp. Khi cung tiền ra thị trường nhiều hơn, chúng ta cầm nhiều tiền hơn, vậy nên sức mua của chúng ta tăng lên và giá cả hàng hóa cũng tăng theo. Vậy lạm phát có đáng sợ hay không? Có và không. Một sự thật là những người có mức thu nhập thấp cho tới trung bình thường có xu hướng tích góp tiền bạc. Khi đó họ rất sợ lạm phát vì số tiền họ tích góp sẽ mất dần giá trị. Còn với những người có mức thu nhập cao, họ lại hay có xu hướng đi vay ngân hàng để đầu tư, để đập vào dự án này, dự án kia. Và khi đó lạm phát không còn thực sự đáng sợ. Vì theo thời gian, các tài sản này sẽ lớn dần và sinh lời ở một tỷ lệ nhất định, cao hơn lạm phát. Qua đây, chúng ta đã biết thêm được về vai trò của lạm phát là gì đúng không nào? Ta có thể thấy, lạm phát không thực sự quá tốt, nhưng tất nhiên nó cũng không thực sự quá xấu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.